Thôi. Phải nói là chào anh. Chào anh. Chào Thận. Chào bạn chị thương của tôi. Chào em. Chào chị Vân. Chúng ta nhận ra ai không ạ? Ngân Quỳnh xin kính chào quý vị. Em chào chị Vân, chào Quốc Thuận. Ngân Quỳnh á, tên thật là Hồ Hồng Hạnh. Ngân Quỳnh sanh tại Sài Gòn như là quyên quán là Vĩnh Long. Chào quý vị khán giả. Dạ chào chị Vân, chào Quốc Thuận. Mình tên là Nguyễn Trung, là ông xã của Ngân Quỳnh. Theo vợ vào đây hơn 25 năm. 25 năm rồi. Và đó anh là cựu diễn viên. Bây giờ hai vợ chồng đã sống với nhau được 33 năm. Wow. Xí xí nó nghe nè. Sao chị? Vân gặp hai người này nhiều lắm. Thì có rất nhiều người á, khi mà lần đầu tiên gặp Ngân Quỳnh, hoặc là thậm chí có những người mà bạn bè biết nhau rồi, là gặp hai chồng đến đó là luôn luôn tưởng là bà Quỳnh á, bà lén chồng mà đi cặp bồ. Dạ dạ. Có một lần đó thì đi mua thuốc tây. Thì ở trong tiệm thuốc tây là có cái chị đã bán thuốc tây. Chị dòm dòm làm chứ: Ngân Quỳnh, bộ em đi với bạn hả? Dạ bạn nào chị? Bạn trai á. Bạn trai của em đó, bạn đạo diễn. Đâu đâu bạn đạo diễn đâu chị. Mặc định là ông xã là đạo diễn luôn. Nó tưởng là cặp bồ. Trời ơi, chồng em đó chị. Trời ơi, chị tưởng em đi chơi với bạn trai chứ. Rồi một lần nữa, ở ngay 126 là chị giao, chị nói chứ: Quỳnh ơi Quỳnh, em kêu bạn trai vô ăn tiệc chung với mọi người. Dạ bạn nào chị? Thì cái bạn trai em chở em đi hát đó. Dạ không, ông xã em đó. Trời ơi, chị tưởng là bạn trai em chứ. Mà sống với nhau 33 năm. 33 năm là kỳ vậy. Mà không có tướng phu thê. Cái tướng giống như là người ta nhìn vô là cái tướng gian phu dâm phụ vậy đó. Trời ơi. Đó. Người ta cứ nghĩ là em cặp bồ với ổng chứ người ta không nghĩ là vợ chồng. Trời đất ơi. Hồi đầu tiên mà Vân gặp anh á là Vân cũng có suy nghĩ vậy luôn á, nó tưởng là bà Quỳnh này á là bà có bồ. Thực sự chị tưởng là bà Quỳnh này là bà cặp bồ. Trời ơi. Ngay cả chị Phương Dung cũng vậy đó chị. Chị không có nghĩ đây là vợ chồng mà người ta đã ở với nhau tới ba mươi mấy năm như vậy, cho nên là Quỳnh nói chính xác. Anh Trung với chị Quỳnh có thể chia sẻ cho chương trình được biết rằng là mối tình của anh chị bắt đầu ra sao? Hồi đó là đang diễn ở trong thành phố Hồ Chí Minh. 85, 86 á chị. Khổ lắm, đi xe đạp không à. Cái về cũng than với mẹ. Thì mẹ ký hợp đồng đi ngoài Quế. Là đi ngoài Quế là hai mẹ con. Lương em tới 600 đồng. Nó hơn gấp 10 lần. Thật sự bữa đầu ra ngoài Quế nó buồn ơi là buồn chị ơi. Nó trời ơi, em muốn về Sài Gòn ngay lập tức. Nhưng mà cũng may mắn sao tự nhiên gặp được một cái người này. Thì nó, ủa cha vàng này cái mặt cũng dễ thương á, cũng đẹp trai, cũng được. Ấn tượng đầu tiên đó đúng không? Dạ đó là ấn tượng đầu tiên của em với ổng. Rồi còn ấn tượng đầu tiên của anh khi mà gặp cô này. Đúng lúc đó là không dám để ý. Tại vì mình nghĩ rằng là diễn viên Sài Gòn ra đẹp không? Nhưng mà nước da đen lắm. Thì đó, nói chuyện qua nói chuyện về thì tự nhiên để ý. Có nghĩa là để ý được cái cảm tình. Bao lâu thì mới cua dính cô này? Thì khoảng nửa năm á. Ê, anh nửa năm là 6 tháng rồi đó. Không có đâu, có 2 tháng là cua dính được liền. Trời anh thiệt, anh quên rồi, anh quên khoảng thời gian rồi. Ngân Quỳnh bị cái tật vì bị mê đẹp trai. Nhưng mà chị có nhớ cái giây phút nào mà chị siêu lòng ổng không? Tình cảm. Rồi cái đưa cho hộp dầu cù là. Dưới hộp dầu cù là là một lá thư nho nhỏ là anh rất là quý, anh rất là mến em, mà nói đúng hơn là anh đã yêu em. Rất là khó một cái là không gần được, có nghĩa là bài mẹ là khi nào cũng sát bên luôn, có nghĩa làm quen mà không cho trong đoàn biết, mà không cho mẹ biết luôn. Nhưng mà cái lén nó giấu được trong bao lâu? Cũng gần một năm á. Bà này thích đôi giày. Đôi giày, nhưng mà là mẹ nói thôi gần về Sài Gòn rồi mua giày mua đồ gì nữa. Chạy để ra hàng đào. Hàng đào thấy cái đôi giày mà đi chơi hay mà bà giày nhung đó, đẹp đôi giày nhung đó, là mua đôi giày xong rồi giấu lại trong bịch á, về là chùi vô trong cái giỏ với bà. Đó. Nhưng mà mang thì cũng sợ vì mẹ sẽ hỏi đôi giày này nằm ở đâu ra. Đó, đợi khi về Huế bắt đầu hát mới đem ra mang. Lúc đó mình nói là mượn tiền mấy người mua trước rồi mẹ trả sau. Đó, đến một mẹ tin không? Mẹ tin không? Mẹ cũng tin. Tin, tại vì giấu đặc biệt luôn, đi ngang là không. Nhưng mà giống như không quen nhau vậy đó. Giấu đúng năm sự kiện gì mà bị bùng nổ bị xì ra. Em nói chứ bây giờ á, em rất là yêu anh nhưng mà em phải còn lo tương lai, em mua nhà mua cửa với lại Thanh Ngân lúc đó còn nhỏ quá. Ngân mới chút xíu thì phải nuôi cho em của em nó ăn học đàng hoàng. Nhiệm vụ của mình nặng nề quá. Yêu thì yêu nhưng mà gác vào một bên. Thì em mới tâm sự với ông. Nếu mà thật sự anh yêu em á, anh muốn xây dựng vợ chồng với em thì anh chờ đi. 2-3 năm chừng này em thành danh rồi đó. Rồi lúc đó đó
mình kết hôn. Cái lá thư em chưa kịp gửi cho ổng thì em mới bỏ trong cái áo gối á. Ngày đó bà già lục để giặt cái bao, thấy được lá thư của em. Xong rồi bà già mới cảm động được là em lo lắng cho em, lo lắng cho mẹ, gia đình em. Thì mẹ nói nhìn thấy thằng Trung nó cũng dễ thương á, con nói với ba má nó đó, tới nói với mẹ tiếng đi, giống như là chị Phúc giao hôn vậy đó. Kiểu như đặt cọc trước rồi mẹ cũng cố gắng, con cũng vậy, giữ đàng hoàng đi rồi lần nào lo cho gia đình xong hết rồi tính chuyện vợ chồng thì là hai đứa tính. Nói với ổng, ổng mừng quá, ba má chết hết rồi đâu có ai, nhờ một người mợ. Không biết sao tự nhiên mẹ thay đổi ý không định chịu. Không chịu. Cái thời bồng bột của mình thì mình trách, nhưng bây giờ suy nghĩ lại không có ai muốn gả con mình đi xa. Có thể là mẹ thì trong lúc nhất thời mẹ cảm động, nhưng ngủ một đêm sáng ngày vậy là sẽ khác, sẽ thay đổi. Như vậy là bắt đầu trắc trở. Trắc trở ngay từ vậy đó. Vậy bây giờ hai người làm cách nào để mà có thể đến được với nhau? Coi như là lúc đó là mẹ xóa hợp đồng luôn. Tối đó xong mẹ cuốn đồ đi trong đêm luôn. Ngay bản thân chị chịu mất, ủa lên xe mẹ mình đi đâu vậy mẹ, mình về Sài Gòn mẹ? Không, đi vô Quảng Ngãi. Vô Quảng Ngãi đi diễn đi, có tiền đi rồi bắt đầu mình đi vô Sài Gòn. Em nghe lời mẹ lắm, mẹ kêu gì làm lấy. Cứ gì, nhưng mà trong lòng là vẫn còn nhớ ông này. Đứt ruột đứt gan. Đứt ruột đứt gan. Nhưng mà ông này còn lúc đó anh sao anh Trung? Trời, khi mà thấy như là ông còn hơn em nữa chị. Một cái giai đoạn khủng khiếp lắm. Nhưng mà anh có biết tin là Quỳnh bị đi Quảng Ngãi không? Không biết. Cô diễn viên Thanh Vân, hai người ra diễn một đoàn Sông Hương luôn. Và sau khi đó cô Thanh Vân đó lại đi vô Quảng Ngãi. Cô báo là à, Ngân Quỳnh nó mới vô đoàn Quảng Ngãi. Rồi lúc đó là chắc chắn một điều là anh Trung phải đi xếp chạy ra Quảng Ngãi. Tìm ra được cái đoàn. Hay không? Tìm ra được cái đoàn, đoàn xong đứng trước cửa một cái là không dám vô, thì sợ mẹ trong đó. Ngoắc mấy người trong đoàn hỏi thăm, thăm nói mẹ về Sài Gòn rồi. Bắt đầu mới chạy tọt vô. Hai đứa gặp nhau trời ơi khóc lóc quá, ôm nhau khóc quá trời luôn. Cuối cùng đêm đó không có gì hết. Vẫn ở riêng. Vô duyên quá. Đang hết sức là lãng tay. Cái thời đó ôm nhau khóc quá. Đúng rồi, nhưng mà không có gì hết thời được. Chứ là không có mẹ nữa đúng không? Trời đất ơi. Thời đó là phải giữ trẻ. Ai nghe đến đó cũng đều có suy nghĩ giống có. Cuối cùng em ơi, tình hình em cũng ổn rồi. Trốn nè. Trốn em. Rồi cuối cùng chị có cuốn gói đi. Trốn luôn. Đi đâu? Đi ra Huế lại. À đi trở lại Huế vô cái đoàn đó lại. Dạ. Thì mẹ trong kia ra, có bằng mẹ về khóc. Từ ngoài cửa vô khóc, trả con cho mẹ đây. Trời ơi chạy đi đùng. Trời rồi từ từ xuống cầu Sông Hương vậy từ từ nữa. Trời ơi, cả đoàn năn nỉ, cuối cùng năn nỉ thôi mẹ. Được rồi, giờ mẹ về đi, để con đưa về. Lúc đó hai đứa tổ chức. Nhưng mà khi bước vô một cái lễ cưới mà đoàn với là mời những người bạn thân rồi đó thì cũng tổ chức mà không có ai cha mẹ gì chứng kiến hết. Thì anh em rồi thôi. Thì một ở một năm xong rồi Quỳnh nói trời ơi, em nhớ nhà quá, em nhớ mẹ quá, giờ không biết mẹ sao đây, giờ sau đây giờ không liên lạc được. Giờ em muốn về phải không? Em muốn về rồi, về đưa ra xe về. Đưa ra xe. Anh có về. Đi theo không? Không? Hay là mình Quỳnh về thôi. Anh ở nhà ở lại. Tại gia đình em cấm đoán. Em về thăm về. Gia đình rồi gia đình em có cho em đi không hay là giữ em lại luôn? Gia đình giữ em lại luôn. Khóa cửa luôn. Em nói thật lúc đó em cảm thấy như em cũng muốn quên ông xã em luôn luôn. Thì một ngày nọ chị biết không, em đang lau nhà. Lúc đó lau nhà tự nhiên em thấy cũng có bàn chân rồi sao nó quen quá. Nhìn lên trời đất ơi, cái râu dài tới đây nè chị, tóc dài râu dài trời như là thổ phỉ vậy đó. Cái em nhìn rống vậy nè, bắt đầu chị ơi nước mắt rớt lóp đóp lóp hả? Ổng á, thực ra là trong cái khoảng đó là chắc anh đau khổ lắm đúng không? Đau khổ lắm. Hai chồng thường thường ăn một dĩa cơm, đánh răng một bàn chải. Đến khi đem cơm ra mình ngồi mình gần 2 tháng á. Thì cuối cùng thôi đi tìm. Rồi đến bao lâu thì mới tất cả như mọi ở lại khoảng một tuần cũng là hai vợ chồng cũng bàn rồi. Thôi em ơi tình hình này trốn rồi em ơi, rồi Quỳnh không dám trốn. Thôi bây giờ em lo phần em đi, đừng lo phần anh nữa. Một ngày nào đó em đi đường em thấy, em nhìn qua đường thấy một người ngồi giá xe đạp, đó chính là anh. Trời đất ơi, ông nói vậy cái em liên tưởng. Trời ơi. Một cái thảm cảnh đúng không? Một cái thảm cảnh. Một là giá xe đạp, hai là sẽ đi vào cái con đường cướp bóc hay là hình sự này nó. Em sợ lắm chị, em tưởng tượng kinh khủng lắm. Thôi bây giờ mà. Đi theo lại. Thì cái lần trốn thứ hai này em ở Huế bao lâu? Ở Huế cho tới có con luôn. Là mấy năm? 10 năm, 11 năm. Nhưng mà năm. Trong khoảng thời gian đó thì bao lâu mẹ chị mới chấp nhận anh Trung? Khi mang bầu là mẹ chấp nhận lại. Hai người đã 33 năm sống với nhau rồi. Em nói đi, cái tật xấu của ông là cái gì? Anh ấy làm gì cũng chậm lục. Thứ nhất, thứ hai nữa là anh ấy có một cái tật rất là nhát gan. Có nghĩa là
muốn làm cái chuyện gì thì phải đưa ra cái xác suất nguy hiểm cái đã. Trái lại ngược với cái tánh em, miễn sao mình làm đi hư rồi mình làm lại cái khác. Còn tật xấu gì nữa? Trước khi đi làm gì là đau bụng mới đi toilet. Có nghĩa là đến lúc cao trào là mắc. Cái vụ cao trào kia là không có. Thôi giờ tới rồi, tới, giờ anh, tới anh cô ấy. Kể tới tật xấu của bạn. Bây giờ nha, đi đâu quên đồ nãy, đi quay về là coi như thiếu đồ tùm lum. Có khi nào mà bị lộn xô không? Bị quên xô. Là mê tín lắm, ghi chép vô là bể xô. Để sự nhớ trong đầu thôi. Trời ơi, nhớ trong đầu. Tức là nhớ đi vô á, là đi vô là bể xô. Bể xô là không ghi, không ghi gì nhớ. Ví dụ chị Vân gọi điện thoại đi, à, nói ngày hà đó 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 có việc nghe. Thì chị Vân lúc đó chưa biết tên chị Vân, thì ta lưu lại cái tên đi. Không. Nhớ luôn. Cái mấy ngày sau, ủa ai kêu cái gì ta nghe mấy ta. Trời ơi, em muốn nói anh câu nào hết làm sao anh biết cái gì đó đi. Bắt đầu cãi hai bên. Bắt nhà lòng nắp chợ. Bả cái tuổi này là bả tiền mãn kinh rồi đúng không anh? Làm nóng khủng khiếp lắm. Đúng cách đây anh? Một hai năm trước, một năm bây giờ hơi đỡ rồi. Là lúc đó là cái chưa đó tiền. Là... đâu, lúc đó là tiền đó bảo. Tiền đó hả? Ừ. Tiền đó. Nóng tính. Nhưng mà anh hiểu được điều đó đúng không? Anh hiểu được là vì Quỳnh. Anh có hỏi và là anh biết. Là anh biết rồi, khi mà hỏi xong rồi là mình bắt đầu mình chịu trận. Anh biết rồi là anh nhịn đúng không? Bắt đầu mình chịu trận rồi. Thì đến cái lúc này là cái lúc mà cái người mà giống như là chị á, là phải có một cái lời khuyên đối với các cặp vợ chồng. Nhưng thực sự với cặp vợ chồng của anh á, với lại của Ngân Quỳnh á, thì em phải nói ngược lại. Có nghĩa là bây giờ em chia sẻ những cái bí quyết để mà làm sao giữ được lửa. Tại vì như vậy là sắp sửa đám cưới vàng rồi đó chứ hả? Dạ. Bạc không anh. Phải là bạc, bạc, bạc là xong rồi, bây giờ chuẩn bị lên vàng. Và đối với lại Ngân Quỳnh là tình yêu lớn, coi như là vượt qua hết. Nhất là về tài chính, ông trời đã giao cho mình là một trách nhiệm. Một trách nhiệm là người, mình là người đứng lo cho gia đình. Thì không kể chi cực khổ ngày đêm nữa hết. Thương chồng, thương con là mình phải cố gắng vượt qua hết. Đó là một cái động lực lớn. Bản thân của em hồi nhỏ chị, mình đã không có cha từ hồi nhỏ rồi. Thì bây giờ muốn cho con mình có cha có mẹ kế bên, kề bên, để cái hạnh phúc gia đình được trọn vẹn hơn. Trừ khi nào cái người đó làm mất lòng tin của mình là vĩnh viễn quên người đó luôn. Là anh chưa bao giờ làm em mất chưa lòng bao tin. Giờ anh chỉ là một cái lỗi nhỏ. Cái lỗi mà không kiếm tiền em cũng gọi là lỗi nhỏ luôn. Em ấn tượng nhất một điều là mỗi khi mà em nóng giận, em nói nhiều cái chuyện một cái câu rất là khó nghe, anh vừa tức quá trời ơi, vừa tính dán mặt tay lên thì lại cái tay buông xuống. Và tính không bao giờ chửi một tiếng chửi thề, không bao giờ gọi một tiếng mày. Thì ba cái đó em suy nghĩ trong đồng hạ xuống hết. Cái điều đó là lớn lao nhất trong lòng của em. Bây giờ vui rồi. Vui rồi. Nói chung là thay mặt chương trình cảm ơn. Cảm ơn anh cũng như là cảm ơn Ngân Quỳnh đã đến chia sẻ những cái hạnh phúc để cho những cái cặp bạn trẻ họ nhìn vào đó họ rút kinh nghiệm cuộc sống của họ. Một lần nữa thì cảm ơn rất nhiều, chúc hai bạn hạnh phúc mãi thế này. Hy vọng là sẽ là cặp vợ chồng 60 năm, 70 năm và 100 năm luôn.